chiếc chè bông, xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, trước mặt chúng ta đây chính là mặt hoa của cúc thọ hương lá cảnh thạch. Đó, cúc thọ hương thì nó cũng không khác gì các loại kia, tuy nhiên nó khác hơn là nó đột biến là nó lá cảnh thạch. Khi ra đọt nó sẽ đọt đỏ như thế này, rất là đẹp cả nhà. Và hoa của nó thì cũng sẽ màu vàng và nhiều cánh như thế này nha. Lâu tàn lâu rụng ha. Đây, chiều cao của cây tầm khoảng một gang tay của em cả nhà. Đó, loại này về chúng ta có thể lấy bo được ha. Ở đây, số lượng bên vườn mai nhà em cũng rất là nhiều á cả nhà, tầm khoảng vài ngàn cây nha. Em sẽ lựa những cái cây đọt dài như thế này để về giao cho quý khách, để quý khách có được lấy được bo để ghép vào các phôi khác nha. Chúng ta lấy bo cũng được và trồng Tết nay chơi một ít hoa cũng ok luôn cả nhà. Bởi vì dòng cúc họ hương này nó rất là dễ chăm, dễ trồng. Đây, cả nhà thấy ha. Rồi giá là 100k một cây, nếu chúng ta lấy 3 cây bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta. Đây, hàng cúc thọ hương lá cẩm thạch bên em còn tầm phải vài ngàn cây nha cả nhà. Rồi, em sẽ đi qua hướng bên đây. Hướng bên đây thì em sẽ có một cái lô cúc bi bông chùm. Cúc bi hay còn gọi là cúc tiên sinh cả nhà. Vì sao người ta gọi là bi? Bởi vì cái nụ của nó tròn như viên bi luôn. Đây cả nhà. Bên đây em sẽ có dòng cúc bi và lô này ghép với bộ rễ rất là đẹp luôn nha. Đây cả nhà ơi, bốn mắt bo luôn nè. Ủa lộn, bốn trái bí, bốn muối luôn nè. Đó, đây đế của nó rất là to nha. Đây là hàng cúc bi bông chùm, giá cũng 100k một cây. Rồi ngoài cái cúc bi thì bên em sẽ có cái dòng dảo, đó chính là dảo nữ hoàng, một cái giống mai là hoa của nó là phơm tròn rất là đẹp luôn đó. Và cây em bấm đọt nhảy nhánh cũng rất là đẹp, ghép trong những cái bộ đế thú không nè cả nhà. Đây đó, đây là những con thú nha. Đây đó cả nhà, đây là những con thú rất là tuyệt vời luôn ha. Rồi đây, loại này em cũng bán giá là 100k, dòng dảo nữ hoàng hoa cánh tròn nha cả nhà. Đây em thấy có một cái hoa đây cả nhà ơi, đây nó hơi dẫm lại như thế này nha, hơi xoáy nhẹ như thế này. Đây là dảo nữ hoàng. Rồi ngoài cái loại đó thì em sẽ có hàng, trời ơi, nhị ngọc toàn, ông nội ơi, gì mà nó lớn lẻ dữ vậy nè trời. Đây, dòng nhị ngọc toàn nha. Một cái giống mai thì nói chung gọi là đột biến nửa kem nửa vàng. Mà cả nhà ơi, thì sau khi test mặt hoa, cái tỷ lệ đó đột biến thì sẽ không có nhiều. Nhưng mà cái đặc điểm cơ bản của cây á là cái hoa của nó là màu kem rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Màu kem nha, màu vàng kem, có cái viền rất là đẹp luôn. Đó, ngày hôm nay cây này đúng sinh trưởng mạnh luôn cả nhà. Em ghép chưa được bao lâu mà cây nè, nó chưa có kịp thay bịch luôn, thay chậu luôn á, mà nó lớn như thế này nè cả nhà. Đó, rồi nhị ngọc toàn giá là 150 một cây, nếu chúng ta lấy hai cây bên em sẽ bao ship cho chúng ta. Đó, đây ha cả nhà ơi, đây chính là dòng nhị ngọc toàn nha. Rồi, ai thích cái loại nào thì hãy alo bên vườn mai của chiếc chè bông nha cả nhà. Em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.